Nè, kêu tôi qua đây có chuyện gì? Sắp tới tôi đi làm ăn xa, tôi muốn ông coi thằng Tùng giúp tôi được không? Coi là coi thì sao? Ông đưa nó về bển chăm sóc nó thời gian đi. Chừng nào tôi đi công tác xong rồi về tôi đón nó. Cái chuyện này thật sự bây giờ tôi chỉ tin cậy có mình ông thôi. Ông cũng thấy đó, nó ở trường thì cá biệt, ra ngoài đường thì tụ năm tụ ba đánh lộn đánh lạo, về nhà thì suốt ngày cứ chơi game. Bỏ nó nhà mình tôi không có yên tâm. Chứ về nha tụi con, đứng lại. Ông mà dám nhận nuôi tôi á thì ông coi chừng á. Là sao? Trời ơi, nói vậy ông không hiểu luôn. Động não xíu đi chứ. Nè ông kia, tính bạn tôi á kỳ lắm á nha, nó cà chớn lắm á. Ông mà nhận nuôi nó quậy nát cái nhà ông luôn á. Không có sao đâu, bánh nhà luôn cũng được nữa. Tại vì chú coi thằng Tùng giống như con cháu trong nhà rồi. Ai ai? Ai con cháu của ông? Con á. Ê, đừng thấy sang của bác Hoàng làm họ nha. Biến. Cái gì? Nó dám chặn đường Khang để hăm dọa? Dạ, em nói cho anh biết để anh tìm cách khuyên nó, chứ đừng có la rầy nó nha. Với lại anh nói làm sao để nó về bên này nó ở cho hòa thuận với mọi người. Được rồi, để anh xử lý chuyện này. Nói với Khang là ngày mai qua đường Tùng đi chơi nha. Nó có chịu không anh? Yên tâm, anh sẽ có cách mà. Vậy nha.